tổng hợp những tình huống hài hước khó đỡ khiến người xem dở khóc dở cười. Anh Troy tham gia thử thách giữ thăng bằng và cái cơ. Ông lỡ trớn cắm đầu xuống sình. Má ơi, nhìn có khác gì con trâu nước không trời. Mọi người cười sảng. Mấy đứa nhỏ đượn phen cười bể bụng. Tại nó ơi, nó quê chữ E kéo dài luôn á. Tiếp theo, ông em đánh bóc. Hay da, 1, 2, 3, 4. Ổng đấm bóc mà tưởng gãi lưng không á má. Ông anh thấy vậy nhào vô. Coi anh mày nè, mới tung cú đấm thì bất ngờ. Cánh tay nó dội lại đục thẳng vô mặt chả. Làm máu tuyệt lắm anh trai à. Còn đây, chị bảy live stream hái nhãn. Để coi góc nào đẹp ta. Đang loay hoay á thầy. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Bà ôm cái điện thoại ngã ngửa xuống sông. Đúng là đam mê ăn, nó vô máu đó mà. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên bấm nút đăng ký kênh Tin 3 Phút Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống giải trí hài hước trong cuộc sống nhé. Xin chào.